Chào mừng quý vị và các em học sinh đến với kênh học online, kênh học tập dành cho các em học sinh tiểu học và chia sẻ những thủ thuật dạy học dành cho giáo viên và quý bậc phụ huynh. Các em học sinh thân mến, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu về nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Bước đầu biết cách xây dựng các đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối và có ý thức bảo vệ cây xanh. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng nội dung một. Thầy mời các em. Các em thân mến, để tìm hiểu về hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối thì chúng ta thực hiện các yêu cầu sau. Yêu cầu thứ nhất, đọc bài văn Cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam, sách tiếng Việt 4, tập 2, trang 32. 2. Tìm các đoạn trong bài văn nói trên. 3. Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn văn là gì. Bây giờ chúng ta cùng đi đọc bài văn Cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam. Cây gạo. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cảnh nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cành hoa đỏ rực quay tít như trong chóng, nom thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ả, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và những đứa con về thăm quê mẹ. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh, những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi, sợi bông trong quả đầy dần, căng lên, những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa, cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Theo Vũ Tú Nam. Chúng ta vừa thực hiện xong yêu cầu đầu tiên, đó là đọc bài văn Cây gạo. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong bài văn này đã chia thành mấy đoạn. Có lẽ là không khó để chúng ta xác định mỗi đoạn trong bài văn này, phải không nào? Cách xác định đoạn văn trong bài văn thì thầy đã hướng dẫn các em ở những bài học trước rồi. Thế nhìn vào cái cấu trúc này thì chúng ta có thể nhận thấy rằng bài văn Cây gạo này chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 là từ cây gạo cho đến nom thật đẹp. Đoạn 2, hết mùa hoa cho đến về thăm quê mẹ. Và đoạn 3, đoạn cuối cùng, đó là ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh cho đến nồi cơm gạo mới. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái yêu cầu thứ 3 là cho biết nội dung chính của mỗi đoạn văn là gì. Bây giờ các em hãy cho thầy biết nội dung của mỗi đoạn trong bài văn này là gì. Các em hãy tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong, thầy mời các em mở video lên để kiểm tra kết quả. Bây giờ, thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Đọc đoạn 1 thì chúng ta biết được rằng là nội dung của đoạn 1 này đó là thời kỳ ra hoa. Còn đoạn thứ 2, đoạn thân bài, nội dung của đoạn này đó là lúc hết mùa hoa. Và đoạn kết bài, nội dung của đoạn này đó là thời kỳ ra quả. Như vậy, chúng ta đã biết được cấu tạo của bài văn và nội dung của từng đoạn. Chúng ta lưu ý một chút về từng đoạn này. Mỗi một đoạn sau khi kết thúc thì chúng ta thấy là nó có dấu chấm này các em. Và ở đoạn tiếp theo sẽ thụt vào một ô. Đấy, tương tự như vậy, hết đoạn là sẽ dấu chấm, đoạn tiếp theo sẽ là thụt vào một ô. Như vậy là chúng ta đã biết được cấu tạo của từng đoạn và nội dung. Và dấu hiệu để nhận biết được việc bắt đầu và kết thúc của một đoạn là như thế nào. Thế thì để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cái nội dung của đoạn trong bài văn miêu tả là gì thì chúng ta sang phần tiếp theo. Thầy mời các em. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được cái nội dung của đoạn văn trong một bài văn miêu tả cây cối là những nội dung nào. Có hai nội dung cơ bản mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là cái nội dung của từng đoạn văn tả bao quát hay tả từng bộ phận của cây theo mùa hay là theo thời kỳ phát triển. Còn cái nhận biết cái đoạn văn trong bài văn miêu tả đó là khi viết thì khi hết mỗi đoạn văn thì chúng ta cần xuống hàng. Thế thì các em đã nắm được cái cấu trúc của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối rồi. Thì thầy mời các em chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Thầy mời các em. Bài 1. Xác định các đoạn văn và nội dung chính của từng đoạn trong bài văn Cây trám đen. Trước khi đọc bài văn này thì chúng ta cùng tìm hiểu xem cây trám đen là gì nhé. Đây là cây trám đen đấy các em ạ. Cây trám đen này thì ở miền Bắc nước ta có trồng.
Thú thật với các em là thầy cũng không biết nhiều về cây chám này. Thầy cũng đã tìm hiểu để chụp cho các em nhìn một cái cây chám đen tổng quan, nhưng mà chụp cả một cái cây thì nó xa quá, các em nhìn không rõ được, không phân biệt được cây này với cây khác. Nhưng mà chụp gần thì chúng ta lại không nhìn thấy hết được. Nhưng có điều thì chụp gần thì chúng ta sẽ biết được lá này và quả chám đen thì nó như vậy là các em. Và thầy biết rằng là có bạn là có quê ở những cái vùng có nhiều cây chám đen này, thì các bạn hãy giúp thầy là hãy giới thiệu cái cây chám đen này cho lớp mình được biết về cái cây chám đen này nó cụ thể như thế nào nhé. Thay mặt cả lớp thì thầy cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đọc bài văn cây chám đen. Cây chám đen. Ở đầu bản tôi có mấy cây chám đen. Thân cây cao vút, thẳng như một cột nước từ trên trời rơi xuống. Cành cây mập mạp, nằm ngang, vươn tỏa như những gọng ô. Trên cái gọng ô ấy xòe tròn một chiếc ô xanh ngút ngát. Lá chám đen chỉ to bằng bàn tay đứa trẻ lên ba, nhưng dài chừng một gang. Chám đen có hai loại. Quả chám đen tẻ chỉ bằng nửa quả nhót to, nhưng hai đầu nhọn hơn. Cùi chám đen tẻ mỏng, cứng, có phần hơi khô, xác không ngon bằng chám đen nếp. Chám đen nếp cũng có màu tím như chám đen tẻ, nhưng quả mập, mở màng, cùi dày, bấm ngập móng ngón tay cái mà không chạm hạt. Cùi chám đen có chất béo, bùi và thơm. Chám đen rất ưa xào với tóp mỡ. Chám đen còn được dùng làm ô mai, phơi khô để ăn dần. Người miền núi rất thích món chám đen trộn với xôi hay cốm. Chiều chiều, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòng cây chám ngóng chim về. Người bản tôi nhìn lên cái ô xanh treo lơ lửng lưng trời ấy mà biết sức gió. Xa quê đã ngót chục năm trời, tôi vẫn nhớ ra rít những cây chám đen đầu bản. Theo Vi Hồng, Hồ Thủy Giang. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa đọc xong cái bài cây chám đen. Bây giờ chúng ta sẽ xác định từng đoạn văn và nội dung chính của từng đoạn trong bài văn cây chám đen này. Các em thân mến, dựa vào cái cấu trúc của bài văn về cách xuống hòn và cái kết thúc của mỗi đoạn thì theo em bài cây chám đen này có bao nhiêu đoạn? Đúng rồi, chúng ta dễ dàng nhận thấy là có 4 đoạn, đúng không nào? Đoạn thứ nhất này, từ ở đầu bản tôi cho đến một găng tay. Đoạn thứ hai là chám đen có hai loại cho đến không chạm hạt. Đoạn thứ ba là cùi chám đen cho đến xôi hay cốm. Và đoạn thứ tư là đoạn còn lại. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nội dung của từng đoạn là gì. Thầy mời các em. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của từng đoạn văn trong bài văn cây chám đen. Bây giờ các em hãy cho thầy biết là nội dung của từng đoạn này theo các em là gì. Chúng ta hãy tạm dừng video để xác định xem nội dung của từng đoạn là gì. Sau khi xác định xong, các em hãy mở video lên để kiểm tra kết quả nhé. Bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Ở đoạn 1 thì nội dung của đoạn này đó là tả bao quát thân cây, cành cây, lá cây của cây trám. Nội dung của đoạn 2 đó là mô tả về hai loại trám đen, trám đen tẻ và trám đen nếp. Theo như thầy tìm hiểu thì cái hình bên trái này là trám tẻ đó các em, còn hình bên tay phải này là trám nếp. Thì thầy chỉ xem thông tin ở trên mạng thôi, nhưng mà thông tin này thì không được kiểm chứng cho nên cũng không chắc lắm. Thế thì những cái bạn nào mà ở quê mà có vùng trám này thì chắc chắn là biết rõ đâu là loại trám nếp, đâu là loại trám tẻ. Thế thì thầy lại nhờ các em hãy giúp thầy nói cho các bạn biết cái hai cái hình ảnh này có đúng là chám tẻ không, còn cái này có phải là chám nếp hay không nhé. Bây giờ chúng ta sang cái nội dung chính của đoạn thứ ba là gì. Nội dung chính của đoạn thứ ba đó là nêu lên lợi ích của quả chám đen. Nội dung chính của đoạn 4 đó là tình cảm của người tả với cây chám đen. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cấu trúc của bài văn cây chám đen gồm có 4 đoạn. Và nội dung chính của từng đoạn trong cái bài này thì chúng ta cũng đã tìm hiểu xong. Các em hãy so sánh xem bài làm của các em có giống với bài làm của thầy không. Nếu các em đã làm được chính xác, tìm ra được 4 đoạn và nội dung của 4 đoạn này giống như của thầy thì thầy xin được chúc mừng các em nhé. Và bây giờ thầy mời các em chúng ta sang yêu cầu thứ hai. Các em thân mến, yêu cầu thứ hai dành cho chúng ta đó là hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết.
Các em ạ, để viết được một bài văn nói về lợi ích của một loại cây mà em biết thì chúng ta cũng phải viết theo một cái cấu trúc nhất định, đó là gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Thì chúng ta có thể chia cái bài văn của chúng ta thành nhiều đoạn, không nhất thiết là 4 đoạn, có thể là 3 đoạn, có thể là 5 đoạn cũng được, tùy theo cái cách mà chúng ta mô tả. Thế thì sau khi chia thành từng đoạn thì chúng ta phải xác định cái nội dung của từng đoạn để chúng ta viết, thì chúng ta sẽ có một cái định hướng cụ thể hơn và một bài làm của chúng ta nó không bị lặp đi lặp lại, phải không nào? Thế thì cái phần mở bài bao giờ cũng là đoạn 1 rồi. Chúng ta sẽ tả bao quát cái thân cây, hoặc cành cây, lá cây, hoặc là chúng ta mô tả bao quát về cái cây mà chúng ta định tả. Còn những đoạn tiếp theo về ở phần thân bài là nói lên lợi ích của cây. Thì chúng ta có thể có cây thì có một lợi ích, nhưng cũng có cây thì có nhiều lợi ích. Thì chúng ta có thể chia thành nhiều đoạn để chúng ta mô tả cho nó hấp dẫn. Và cái đoạn cuối cùng là đoạn kết, thì chúng ta nói lên một chút về cảm nhận của chúng ta về cái cây mà chúng ta đang tả. Như vậy là chúng ta đã nắm được cái cấu trúc và cái cách xây dựng từng nội dung của từng đoạn mà chúng ta định viết trong cái bài văn miêu tả lợi ích của một loại cây, đúng không nào? Thế bây giờ để các em có thêm tư liệu thì thầy có một cái bài văn để chúng ta tham khảo. Thầy mời các em chúng ta cùng đọc qua bài văn này nhé. Đây là một bài văn tham khảo, vì vậy thầy mong muốn các em chúng ta hãy chỉ đọc để tham khảo thôi. Xem cái cách tác giả đã tả cái cây đó như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu và sau đó chúng ta hãy viết thành bài văn của mình nhé. Các em đừng sao chép, và thầy tin tưởng rằng chúng ta sẽ có được bài tả về cái cây của mình thật là hấp dẫn. Bây giờ các em hãy tự đọc cái bài văn này nhé. Các em thân mến, chúng ta vừa đã tìm hiểu xong một cái bài văn mẫu. Và trước khi làm thì thầy muốn các em xem qua một cái cách đánh giá để chúng ta nhận xét được bài làm của bản thân mình cũng như là của bạn. Thì thầy có một vài cái gợi ý để chúng ta có thể nhận xét về cái bài làm cụ thể như sau các em. Trước tiên, nó có đúng cái yêu cầu đề bài hay không? Đó là đoạn văn có nêu tên và lợi ích của cây đã tả hay chưa? Và tiếp theo là dùng từ có chính xác hay không, và đoạn văn có đầy đủ ý hay không. Khi về diễn tả về loài cây thì chúng ta diễn tả đủ ý, không nên viết giữa chừng, sẽ làm người nghe không hiểu được, đúng không nào? Rồi cách diễn đạt thì có mạch lạc không. Như vậy là chúng ta đã nắm được cái cách đánh giá nhận xét bài làm của bản thân mình cũng như là bài làm của bạn. Thầy chúc các em có một bài văn thật là ưng ý nhé. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái bài học ngày hôm nay, bài 46, đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Như thường lệ, vào cuối mỗi buổi học, thầy luôn muốn chúc các em có một sức khỏe thật tốt, tích cực rèn luyện thân thể, tự giác giúp đỡ bố mẹ bằng những công việc vừa sức và có nhiều hoạt động giúp đỡ những người xung quanh. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Chào các em.